Xin chào quý anh em. Đầu xuân chúc anh em sức khỏe thành công. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ nhà vườn trong những lô mai khủng vừa qua, đã chốt thành công. Tiếp tục hôm nay lên một cây mai giáo zin cho anh em đón xuân 2024. Rồi dẫn quý anh em vô tham quan khu vườn của anh Trường ngày hôm nay nha. Hôm nay thì anh Trường giao lưu với anh em chỉ một cây một thôi nè, duy nhất thôi. Một cây mai tàn khủng anh em ơi, cho anh em đón xuân 2024 nha. Cây này chuẩn quá ăn chơi nè, thân tàn đế bông. Cây này có nhiều điểm đặc biệt lắm nha, xíu nữa mình gặp anh Trường đi để anh chia sẻ cho nó cụ thể hơn. Đây, hôm nay có một cây một à, mình cố gắng quay từ từ cho anh em tham khảo, rồi anh em có thể chốt qua điện thoại với anh Trường luôn. Cây bộ tàn rất là đẹp vậy nè, thiên nhiên chưa qua chỉnh sửa nha, quá tuyệt vời. Chiều cao khoảng như 4,5 m 5 m à. Dạ, còn tàn ngang nó khoảng nhiêu anh? Tàn ngang nó khoảng 8 m. Dạ, rồi chiều cao tầm khoảng 5 m nha nè, tán ngang tầm khoảng 7 đến 8 m. 7,5 m 8 m. Dạ, cái này lượng lượng nha nè. Cái này là thần đây lâu chưa anh Trường? 10 năm rồi. Dạ. Rồi để qua mặt phía kia quay cho anh em xem cái bộ tàn. Nói chung là tròn bốn mặt hết nha, mặt nào như mặt đó hả. Hôm nay cũng mười mấy Tết rồi anh em ơi. Cây hiểu chung là đặt nụ hết. Có mặt bông gió luôn nha, chút nó quay cho anh em xem. Cây này xong video anh Trường sẽ xuống lá nha, cho nó kịp ngay Tết luôn nha nè. Còn anh em muốn biết mặt bông thật thì sao đó, có thể mình gần Tết anh em kết bạn với anh Trường để anh gửi anh quay cho anh em xem cho nó cụ thể hơn nè. Vàng bông là bao đẳng cấp cho anh em chơi luôn. Rồi tàn cái này giáp vòng hết nha. Cây này có biệt thự để vô nhất mình nè. Tàn tán nè, tròn do hết. Nói chung là anh chưa qua chỉnh sửa hết nha. Mấy cái tàn phúng này kia nội dung gì anh em cứ cắt nhẹ nhẹ xíu là nó hoàn thiện đẹp liền. Cây này nguồn gốc hồi xưa nó nằm đâu anh Trường? Nằm ở bên Vĩnh Long. Dạ. Là cái bông, mặt bông nó là sao anh Trường? Mình chia sẻ luôn chưa? Bông này bông giảo 12 cánh á, nguyên thủy luôn. Tàn dạ. 8 m. Cây mai giảo zin đó anh. Giảo zin nguyên thủy. À. Đặc biệt là bông là bao chất lượng luôn sao anh Trường? Chất lượng luôn. Dạ. Mình thì cũng quay cũng nhiều rồi nè, nhiều cây mai rồi. Mà anh Trường anh báo cái này là cây mai giảo nè. Mà cái tàn lớn khủng vậy mình cũng hiếm gặp rồi nè. Đây, dàn xương phía bên trong nè. Lần đầu tiên xuất hiện bánh dao. Cái tàn cái chi cành này còn hồi xưa giờ có chỉnh sửa gì không anh? Không chỉnh sửa gì, tay cành cổ luôn đó. À thiên nhiên luôn ha. Thiên nhiên. Mà thấy nó ra bắt đầu nó múa lượn nè, nó xương tàn nó lớn lắm nè. Chút nữa anh đo cụ thể mấy cái cành nhánh ở trên đó cho anh em xem cho nó rõ hơn. Cái này cốt chủ nằm đâu anh Trường? Cốt chủ nó giống như dán lông vậy. À nó lắc lượn lên ha. Lên cái đầu cành nó ra nó múa lượn nè, đây. Tán lên nè, cốt chủ phía nằm bên đây. Đây cành nó cổ. Mai giảo mà, bụng là Tết là chịu không nổi nè. Anh đẹp gì đây là 10 năm rồi nè. Còn cái tuổi đời nó thì không có biết gì đâu, nhưng mà cái da nó còn đẹp lắm. Cây này còn phát triển lắm nha. Lớn nhanh như thổi luôn. Rồi đem cận cảnh quay cái những cái nút nụ cho anh em xem. Cái này xong vô là xuống lá luôn ha anh Trường? Xuống lá là ngay Tết luôn ha anh? Dạ. Đây nút to cũng vừa dặn anh em nè. Mai giảo lá nè, em nhìn cái lá nè, nó bản vậy nè. To lắm rồi sao? Chính hiệu luôn. Của bàn tay anh em nè. Mấy cái lá nó bự hơn bàn tay mình. Mai giảo anh em chơi khỏi suy nghĩ nha. Zin nha. Thường những cây mai lớn á nè, kiếm cây nào mà nó bông có đẹp lắm. Cái này anh Trường anh bao chất lượng cho anh em luôn. Này nút nè. Cái lá này nè. Hết hồn không? Đưa cái bàn tay luôn cho anh em xem nè. Cây là cây nguyên thủy ngoài. Dạ. Anh em nán theo dõi video chi tiết cây đó, rồi cú video ảnh đo hoành thông số và anh báo giá lên cho anh em. Cũng chốt gì anh em đón xuân. Cái cây này hình tượng ra cái con gì anh Trường? Thấy quá anh Trường. Nó gốc nó giống giống như con voi, biết phải giống con voi không biết, nhưng mà anh nhìn thấy con voi. À, nhìn ra được cái nó tự tượng voi ha, nó có hai cái giò trước đó anh. Cái ngà chứ hả? Có con mắt nè. À. Vậy đó. Thì anh nhìn giống con voi đó, tùy theo mọi người thích, thấy con gì thì thấy. À. Rồi ở nhà anh Trường ra chỗ anh nhìn ra được cái con voi có mắt nè. Có hai cái ngà trước nè. Cái bộ chân đó. Dạ. Thì mỗi người thích thì kêu giống con gì. Bụ đấy, hết hồn bụ đấy nè.
Đế này khỏi làm luôn, về thì chơi luôn. Người thật vị thật anh em ơi. Đế này thì quá vip rồi. Cây đang sung nè, anh em có những cái nách nó muốn bể xù nè. Cây này tương lai cây này xù dữ lắm nha nè. Tay cạnh nó không ở gần 50 mấy á. Dạ, đâu mình đo thử cái cành còn nhiêu anh Trường. Cây da đẹp. Tay cành gốc. Tay cành 50. Rồi, tay cành 50 nha nè. Cành hết hồn. Dặn xoắn luôn nha. Cây da cực kỳ đẹp luôn, những điểm xù nè. Cây này anh Trường anh báo anh nuôi nó lớn như thổi nè, màu lớn lắm. Còn đặc biệt thì mặt bông anh em yên tâm nha, bông là đẳng cấp anh em ơi. Mai dảo xin nha. Nè, anh em coi những cái đầu cành thì nó nút nó cũng gai nè. Chùm chùm vậy nè. Nhiều hết. Nguyên thủy cây mai dảo luôn. Dạ, cây này lạ hay nè, anh em để rồi. Không có chỉnh sửa vô dây chân mà cái cành tự ra nè, nó phân ra cái đó nó chằng chịt nhau, nó múa lượn nhìn nó cây cây nó cổ lắm. Rồi anh chờ anh đo em cái hoành cái thông số còn nhiêu anh Trường. Cái này khó đo nha, đo nhiều thông số. Đo đâu tính đó anh em ơi. Còn anh bán chất lượng cây nha chứ không phải bán cái hoành nha anh em. Đúng không? 75 ngay, cái này là 75 nè. Rồi 75. Mua quán tới vườn coi cho nó xác thực hơn nha anh em. 78. Rồi sẽ xuống xíu là 78. Rồi trên cao luôn anh. Nó tính luôn ha. Dạ. 69. Rồi 69. Anh đo thoát thân coi nhiêu anh. Thoát thân nó 50. Rồi 50. Anh đo luôn cái đầu đế coi nhiêu anh Trường. Cộng đế hết biết luôn. Cộng đế lớn hơn cái cành luôn. Cỡ 2 giây. Nửa giặt anh. Rồi tầm 3 mét. Cộng đế nó gì nè. Cái này xưa giờ mình đem về mình trồng là để luôn chứ mình đâu có mồi gầy lên nó, để lên hả anh Trường? Không, không có mồi chứ. Dạ. Về để sao để về chứ không có biết mồi. Nguyên si luôn. Rồi, để đi dắp vòng kỹ để cho anh em xem lại lần nữa cái bộ đế đó. Cây mượt ô vậy nè. Tàn ngang nó có 7m78 á. Nước da tuyệt vời luôn. Cành nhánh bên trong. Cái này chắc leo trèo lên bình thường anh. Trèo thoải mái, 4-5 người trèo được. À. Liền do. Liền lạc hết. Cái này chỉ có một vết thẹo cái cành đó mà anh xử lý rồi anh em ơi. Nè, phía trên nè, quay cho anh em xem luôn cho nó gõ cây nè. Rồi tới vườn khỏi bỡ ngỡ nè. Xử lý gọi nó anh Trường. Ừ. Cái đó cành lỗi ha. Lỗi anh cắt bỏ. Dạ. Cây cái này ngay chỗ đó nó xù luôn nha nè. Nó xù thì nó mau kéo lắm. Cái này lên cái bồn cao tầm khoảng mấy mấy 2 mét nữa. Thượng lên. Chịu không nổi. Rất là đẹp để bàn với uống trà nữa nè. Cái này là anh báo giá trực tiếp luôn, là công khai giá là 1.2 tỷ đó. Ai mua được thì điện anh. Là còn thương lượng gì được không anh? Còn thương lượng chút đỉnh nữa. Cây này có điểm gì đặc biệt không anh Trường? Nhắc lại cho khán giả biết anh Trường. Cây này có được có một đặc điểm là nó cây mai dảo, nguyên thủy, tàn 8 mét. Dạ. Không chỉnh sửa. Hoàn toàn tự nhiên ha. Hoàn toàn tự nhiên. Rồi. Giá là anh công khai luôn, ai thích được thì điện cho anh. Còn nếu mà ai nó chơi mắc quá thì thôi đừng điện. Anh là công khai chứ không có giấu giếm giá gì. Rồi. Cây đặc biệt, điểm đặc biệt là cây mai dảo nha nè. Giá khởi điểm anh đưa ra là 1.2 tỷ nha. Còn thương lượng. Nói chung anh em nào mà đam mê quá mà biết gì giống mai dảo quá nè. Thì điện. Mày alo trực tiếp nghe anh Trường nha. Rồi đây có cây phát tài này, mình có vô luôn không anh Trường? Bán luôn. Dạ. Không ai mua được cái mai bán cái phát tài luôn. Dạ. Đây cái phát tài cổ anh em ơi. Mình đo hoành thấy con nhiêu anh Trường? Đây hình tượng con voi với anh nè. Mình biết nó giống con voi không biết. Đó. Cây này thần lâu chưa anh? Mấy chục năm rồi. Đo cái trên đây đi là. Dạ. Đúng không này đúng không? 100. Ngay eo bao nhiêu anh? Eo 75. Rồi 75.
cao 55. Rồi, cao 55. Nó giống con diện biết không? Cái này là bán giá như anh trường 30 triệu đi, ai mua bán 30 triệu luôn. Là có hỗ trợ xếp gì không anh? Bao xếp luôn. Vậy đi. Rồi, 30 triệu nha nè, bao xếp, bộ đế như cũ sứ nguyên khối đặc ha. Cái nhìn nó nhìn bên đây phía này nhìn qua nó cũng giống dồi nè, có cái dồi trên đó. Nhìn là nó thấy liền nè, hình tượng ra liền. Mới cắt chứ không có sợ gì.